Top 3 dự án đáng chú ý trong tháng 10, cả nhà chú ý, video chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Đầu tiên là Polygon hay còn gọi là Matic. Kể từ khi đạt đỉnh ATH với mức giá là 2.7 đô la vào cuối tháng 5 thì Matic đang có dấu hiệu đuối sức và vẫn chưa có đủ động lực để bật tăng trở lại. Hiện tại, đồng coin này đang được giao dịch trên mức giá là 1 đô la. Tuy nhiên, với rất nhiều cái sự kiện quan trọng đang diễn ra trên hệ sinh thái của Polygon thì có vẻ như là tháng 10 sẽ là một cái thời điểm rất tốt để dự án có thể tạo ra được một cái đà tăng mới, tạo nên cái mức ATH mới của mình. Một trong các cột mốc quan trọng của dự án đạt được đó là lần đầu tiên trong lịch sử lượng người dùng hoạt động hàng ngày của Polygon đã vượt qua Ethereum. Thay vì phải chi trả cho lượng phí gas đắt đỏ trên Ethereum, về cơ bản, thông qua Polygon, người dùng có thể sử dụng các tiện ích với mức chi phí rẻ hơn rất nhiều. Trong thời gian qua thì Polygon đã thông báo hợp tác với một loạt các dự án khác. Tiêu biểu là sự kiện tích hợp Hermes, một giải pháp mở rộng Layer 2 và hệ sinh thái của mình. Ngoài ra, dự án cũng bắt đầu hợp tác với Us & Young, một công ty công nghệ và dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu để xây dựng các giải pháp doanh nghiệp và mở rộng quy mô Ethereum. Và gần đây thì chúng ta cũng đang chứng kiến cái sự bùng nổ của NFT trên hệ sinh thái của Polygon trong thời gian vừa qua. Đánh dấu bằng sự kiện thương hiệu thời trang cao cấp Dolce & Gabbana phát hành bộ sưu tập NFT được định giá lên đến 6 triệu đô, là bộ sưu tập thời trang kỹ thuật số có giá cao nhất tính cho đến thời điểm hiện tại. Và cuối cùng, cả nhà đừng quên rằng là Polygon đã thành lập công ty con và đặt tên là Polygon Studios và tập trung vào hai mảng là gaming và NFT. Động thái này là một lời khẳng định về tầm nhìn chiến lược tăng trưởng dài hạn của công ty. Đơn vị mới Polygon Studios được thành lập với 3 mục tiêu cốt lõi gồm: thứ nhất, thiết lập vị trí của Polygon trở thành công ty hàng đầu lĩnh vực trò chơi phi tập trung Decentralized Gaming. Thứ hai, tạo nên một thương hiệu lớn mạnh để thu hút các nhà phát triển và nhà đầu tư tham gia vào hệ sinh thái NFT của mình. Và cuối cùng là biến Polygon trở thành nền tảng tốt nhất để chuyển đổi sang Web 3.0. Thứ hai là Polkadot. Lý do bạn nên để mắt đến đồng coin nền tảng này rất là đơn giản. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, người đồng sáng lập Polkadot, Gavin Wood đã thông báo rằng công việc audit cho dự án đã hoàn tất, do đó các parachains về mặt công nghệ đã sẵn sàng để khởi chạy trên blockchain của Polkadot. Vẫn chưa có thông tin về ngày ra mắt chính thức, tuy nhiên có vẻ như chúng ta sẽ phải chờ đến sau cái vòng đấu giá parachain slot thứ 2 ở trên Kusama kết thúc. Cộng thêm khoảng 1-2 tuần delay và hy vọng rằng chúng ta có thể nghe thông báo chính thức về việc ra mắt các parachain vào nửa cuối tháng 10 năm nay, kéo theo đó có thể là sự tăng trưởng mạnh mẽ về giá. Lizzy tin rằng là nếu như Bitcoin vẫn tiếp tục duy trì cái mức giá như hiện tại thì Dot vẫn sẽ còn rất là nhiều cái tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Và đồng coin thứ 3 bạn nên chú ý trong tháng 10 này đó chính là Uniswap. Uniswap là một trong những dự án được hưởng lợi gián tiếp từ sự kiện là Trung Quốc ra lệnh cấm hoạt động đối với tất cả những cái sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung như là Binance hay là Huobi. Động thái này khiến việc giao dịch tiền mã hóa tại Trung Quốc là hoàn toàn bất hợp pháp và mọi công dân ở đất nước đông dân nhất thế giới này không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển tiền mã hóa của họ từ các sàn tập trung sang các sàn hoặc là ví phi tập trung và sử dụng các sàn giao dịch như là Uniswap để có thể tiếp tục giao dịch. Và rõ ràng, tính đến nay thì Uniswap vẫn là một cái dự án sàn DEX lớn nhất ở trên Ethereum. Có thể việc sử dụng các sàn phi tập trung như là Uniswap sẽ tăng lên trong những tuần và tháng tới khi mọi người ở Trung Quốc buộc phải di chuyển tiền mã hóa của họ sang một nơi lưu trữ khác. Về ngắn hạn, điều này là tích cực cho Ethereum và các sàn DEX mà người dùng sẽ cần phải dùng Ethereum để trả khoản phí. Uniswap gần đây cũng đã công bố một số cải tiến đáng kể trên ứng dụng của họ, chẳng hạn như là V3 Mainnet chuyển từ giai đoạn sang Alpha Beta, có nghĩa là người dùng có thể dễ dàng truy cập trực tiếp vào tất cả các mạng lưới được hỗ trợ trên ứng dụng, bao gồm các giải pháp Layer 2 và các giải pháp Roll-up như là Optimism hay là Arbitrum với chi phí thấp hơn rất nhiều. Dự án cũng tương thích với EP1559, có nghĩa là ứng dụng sẽ cung cấp cho người dùng mức phí cơ bản tối ưu và ưu tiên cho tất cả các giao dịch của họ. Và điều này đã khiến cho Uniswap giờ đây trở nên nhanh hơn và rẻ hơn bao giờ hết. Bởi tổng giá trị Ethereum được khóa lại trên Uniswap cũng đang tăng trưởng đều đặn, đặc biệt là trong 30 ngày qua, và có thể tăng mạnh hơn nữa sau khi tin tức cấm sàn giao dịch crypto hoạt động tại Trung Quốc. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của mình. Nếu thấy hay thì hãy ấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Đặc biệt là nếu ai chưa tham gia vào ngôi nhà chung Chill Crypto Community thì mình sẽ để link ở dưới phần description nha. Và đừng quên là chia sẻ cho tất cả những anh em bạn bè đang tìm hiểu về thị trường crypto, bởi CCC sẽ là một nơi mà có rất là nhiều những cái thông tin cũng như là kiến thức bổ ích dành cho mọi người đó. Ok, from CC with love.